mươi 1051, biến thân kim ô theo cánh quạ ở sau lưng dương lên, thân thể Hàn Sâm cũng biến thành một con quạ màu đen, đúng là hình thái tam trảo kim ô, Hàn Sâm vừa mới lấy được thú hồn tam trảo kim ô trước đó, là một thú hồn loại dung hợp biến thân, có thể để cho Hàn Sâm hóa thành tam trảo kim ô, trong nháy mắt lúc hóa thành tam trảo kim ô, bạn kiếm đã xoắn rất xuống, trong mắt Hàn Sâm tràn ngập màu máu, hai cánh chấn động, lập tức huyết diễm ngập trời, kim ô thân mang theo huyết diễm kinh khủng, giống như một con vượng hoàng từ trong ngọn lửa sống lại sông lên trời, vọt thẳng vào trong vạn cổ kiếm trận, răng những nơi hai cánh huyết diễm đi qua cổ kiếm trực tiếp bị cánh phượng hoàng chặt đứt thân hình hàn sâm giống như là phượng hoàng bay ở phía chân trời rất nhiều cổ kiếm chém lên trên huyết diễm giống như chém vào trong ngọn lửa hư vô vậy mà không có tác dụng gì không có khả năng nhìn huyết diễm phượng hoàng ở trong vạn cổ kiếm trận giống như ở chỗ không người trong lúc hai cánh khép mở từng thanh cổ kiếm trực tiếp bị phá hủy hòa tan thành nước đồng trên mặt cổ kiếm thánh đế quân đã tràn đầy vẻ không thể tin nổi y có thể tin tưởng cảm giác được đó là lực lượng đã mở ra chín đạo khóa gen một nhân loại vậy mà mở ra được chín đạo khóa gen thực sự quá không thể tưởng tượng nổi huyết mạch mệnh thần kinh của Hàn Sâm đã sớm mở ra chín đạo khóa gen, chỉ là bởi vì thể chất bản thân còn chưa đủ, mới không có biện pháp sử dụng. Thế nhưng mà sau khi biến thành kim ô thân, thể chất đã đạt đến tiêu chuẩn siêu cấp thần huyết, đủ để nhẹ nhõm cho phép Hàn Sâm mở ra chín đạo khóa gen tác chiến. Mà ở trạng thái kim ô thân, Hàn Sâm phát hiện ra mình sử dụng loại sức mạnh hệ hỏa là bất tử hỏa cùng vượng hoàng bí kỹ đều được gia trì rất lớn, uy lực so với lúc hắn sử dụng ở hình người càng mạnh mẽ hơn vô số lần. Đây là thiên phú gia trì cũng không phải là lúc Hàn Sâm ở hình người không làm được, mà là vì bản thân Kim Ô là sinh vật siêu cấp thần huyết hỏa hệ, lại là chim giống như phượng hoàng, tự nhiên là thích hợp với hai loại bí kỹ này hơn phượng tường phi thiên ngạo thị thiên hạ hàn sâm giống như một con chim phượng hoàng phá tan hư không vạn kiếm cũng không thể ngăn cản thân hình của hắn bay ngang qua bầu trời sắc mặt của kiếm thánh đế quân đại biến hai tay vung vẩy kiếm kiếm quang ở trên cổ kiếm như lưỡi dao hóa thành lưới kiếm trồng chất quấn giết tới hàn sâm thế nhưng mà thân ảnh giống như phượng hoàng kia lại lúc ẩn lúc hiện giống như là du tẩu ở bên trong hư ảo cùng hiện thực vậy mà không bị thương chút nào xuyên qua kiếm võng trùng trùng điệp điệp trực tiếp xuất hiện ở trước mặt kiếm thánh đế quân một chảo như phượng thò ra huyết diễm lập tức tuôn ra kiếm thánh đế quân muốn trốn tránh lại phát hiện mình vậy mà trốn không thoát một trào này, thật sự quá nhanh. Phượng Hoàng là hoàng giả của bầu trời, tương tự đều là siêu cấp thần huyết mở ra chín đạo khóa gen, kiếm thanh đế quân có thể nhanh hơn Phượng Hoàng bí kỹ ở trên không trung mới thật sự là gặp quỷ. Kiếm thanh đế quân cắn răng một cái, rút một thanh trường kiếm màu đen ra, mang theo kiếm quang tự như tấm lụa chém về phía ô trào mang theo ngọn lửa kinh thiên kia. Con, trào cùng kiếm giao kích ở trên không trung, kiếm thanh đế quân lập tức cả người lẫn kiếm đều bị chấn bay ra ngoài. Phía trên trường kiếm màu đen cùng kim ô trào va chạm vậy mà bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Kiếm thánh đế quân vận chuyển lực lượng, vậy mà không diệt hết ngọn lửa ở trên thân kiếm, mắt thấy trường kiếm bị huyết diễm thiêu đốt thôn vệ từng chút một huyết diễm càng lúc càng lớn nhưng một chút biện pháp cũng không có hàn sâm gào to một tiếng một lần nữa vỗ cánh bay tới chỗ kiếm thánh đế quân huyết diễm ngang trời giết tới trước mặt kiếm thánh đế quân kiếm thánh đế quân vứt bỏ trường kiếm màu đen lại triệu hoán ra hai thanh cổ kiếm mỗi tay một thanh hàn sâm biến thành huyết diễm vượng hoàng bay quanh kiếm thánh đế quân xung phong liều chết lúc ẩn lúc hiện ở trên không trung nhanh đến không thể tưởng tượng nổi mà trường kiếm trên hai tay kiếm thánh đế quân điên cuồng múa lên ngăn cản công kích đến từ bốn phương tám hướng của huyết diễm vượng hoàng tiếng kiếm va chạm không ngừng vang lên bên tai, trên thân kiếm của kiếm thánh đế quân đã dính huyết diễm, trên người cũng bị cào ra từng vết thương, nhưng lại không có máu tươi chảy ra, huyết diễm không ngừng thiêu đốt lan tràn ở trên vết thương, mặt mũi kiếm thánh đế quân tràn đầy vẻ kinh hãi, y đã dùng hết toàn lực nhưng vẫn không ngăn được thân pháp giống như quỷ mị kia, vết thương huyết diễm trên người ngày càng nhiều, tốc độ thân thể của Hàn Sâm đã hoàn toàn vượt qua phản ứng tư tưởng của hắn tất cả đều thuận theo phản ứng tự nhiên mà làm tốc độ như vậy đã nhanh đến mức ngay cả hàn sâm cũng có cảm giác kỳ dị có điểm giống như là thuấn di phượng hoàng giống như hòa ảnh thỉnh thoảng xuất hiện ở bốn phương tám hướng xung quanh kiếm thánh đế quân xé rách ra từng vết thương huyết diễm trên người kiếm thánh đế quân không bao lâu sau kiếm thánh đế quân đã vứt bỏ xong kiếm bốc lửa trong tay trên thân thể cũng là hòa diễm hừng hực có lẽ đã sắp bị đốt thành hòa nhân rồi y phát ra từng tiếng kêu thảm thiết tao nhất định sẽ giết mày kiếm thánh đế quân oán độc hét một tiếng sau đó thân thể nổ tung ra hóa thành từng chút ánh sáng bay đi dĩ nhiên là tự bạo trở về linh hồn chi thạch Hàn Sâm vẫn chưa đã thèm đáp xuống mặt đất, trực tiếp khôi phục lại thân người. Mặc dù Kiếm Thánh Đế Quân là ở dưới dưới tình huống bị thương đánh với hắn một trận, nhưng mà điều này cũng đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của Kim Ô Thần phối hợp với chín đạo hóa ghen cùng Phượng Hoàng Bí Kỹ, cho dù lúc trước Kiếm Thánh Đế Quân không bị thương, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Tà Tinh Đế nằm ở trên mặt đất, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Hàn Sâm, y bị nhức quá lâu, còn không thể giải thích nhân loại là tồn tại dạng gì. Đại đế, tôi dìu ngài vào hồ nước mắt chữa thương nhé hàn sâm đi đến bên cạnh tà tình đế bị chọc thương đỡ y đi vào trong hồ vắt nước hiện tại giết tà tình đế cũng vô dụng hơn nữa hàn sâm cũng không muốn gây thủ quá nhiều coi như là dị linh nếu như có thể chung sống hòa bình hàn sâm cũng không muốn tiến hành chiến đấu không có ý nghĩa và chỗ tốt như thế nhân loại là gì tà tình đế ngâm mình ở trong hồ nước nhìn chằm chằm vào hàn sâm cũng đang ngâm mình ở trong hồ nước hỏi hàn sâm cũng không giấu giếm đem chuyện về nhân loại nói cho tà tình đế chuyện này ở trong dị linh cũng không phải là bí mật gì về sau tà tình đế chỉ cần tùy tiện tìm một dị linh hỏi một chút là có thể biết rất kỹ càng tà tình đế nghe xong hai mắt sáng lên truyền tống trận bên trong tí hộ sở dĩ nhiên là truyền tống đến loại địa phương đó vì sao ông đây lại không thể truyền tống qua tôi cũng không biết hàn sâm giang hai tay ra vì sao mà dị linh cùng dị sinh vật không có cách nào từ truyền tống trận ở trong tí hộ sở của bọn họ truyền tống ra ngoài cho đến hiện tại vẫn còn là một câu đố tà tình đế tựa hồ cảm thấy rất hứng thú đối với thế giới nhân loại đại hỏi hàn sâm thêm một vài vấn đề hàn sâm chỉ là nhạt những chuyện mà dị linh đều đã biết trả lời y cũng không nhiều lời những chuyện khác đại đế tôi phải đi sau khi chúng ta từ biệt hy vọng lần sau gặp lại sẽ không phải là địch nhân hàn sâm ngâm mấy giờ tác dụng của hồ nước mắt đối với hắn đã không còn liền đứng dậy nói với tà tình đế chờ một chút tà tình đế lại đột nhiên mở miệng gọi hàn sâm lại hàn sâm quanh người nhìn tà tình đế không biết thì còn có chuyện gì tôi cùng cậu trở về đi cậu cho tôi xem những đồ đạc của nhân loại mà cậu nói đó tà tình đế nói chuyện này hàn sâm hơi do dự mặc dù nói phần lớn đồ đạc của nhân loại cũng không thể sử dụng ở bên trong tí hộ sở nhưng mà hắn vẫn không muốn để cho dị linh nhìn thấy quá nhiều đồ vật của nhân loại bảo nhi có thể tiến vào thế giới nhân loại không có ai dám khẳng định về sau dị linh sẽ không vào được mặc dù thực lực của cậu không tệ nhưng nếu như không phải lúc trước tôi làm cho kiếm thánh đế quân bị thương cậu cũng không thể dễ dàng giết ý như thế huống chi bên trong tí hộ sở của y sẽ phải có sinh vật siêu cấp thần huyết đi nghe lời cậu nói nếu như y mang theo sinh vật siêu cấp thần huyết đi đánh tí hộ sở của cậu có lẽ một mình cậu cũng không thủ được đi tà tình đế đột nhiên nheo mắt lại nói ra Trước 1052, trở về hàn sâm do dự mãi cuối cùng vẫn đồng ý với điều kiện của tà tình đế cùng ý ước định gặp nhau ở cửa ra nơi niết bàn lúc đó sẽ mang theo tà tình đế cùng đi tới kiếm đồ tí hộ sở đưa đồ vật của nhân loại cho hàn xem mà tà tình đế cũng đồng ý sẽ trợ giúp hàn sâm đánh hạ kiếm thánh tí hộ sở coi như là tạm thời hợp tác sau khi ước định cẩn thận mọi việc tà tình đế lưu lại ở trong hồ dưỡng thương một mình hàn sâm đi tìm bảo tàng của phượng hoàng đại đế nếu như hắn không tìm thấy sau khi thương thế của tà tình đế lành cũng sẽ đi tìm kiếm ai có thể tìm được thì phải xem bản lĩnh của người đó Hàn Sâm trước đó đi lại ở loại địa phương này còn có chút bận tâm, nhưng mà hiện tại đã có thú hồn kim ô, cũng không có quá nhiều kiên kỵ nữa, dùng thể chất hiện tại của hắn, thời gian có thể biến thân thành tam trảo kim ô cũng không tính ngắn, đủ để trèo chống phần lớn chiến đấu, hơn nữa chỉ cần giữ vững trong thời hạn, cũng sẽ không có gánh nặng gì đối với thân thể, đáng tiếc duy nhất chính là lúc sử dụng kim ô biến thân, phần lớn kỹ pháp của nhân loại sẽ không có cách nào sử dụng, cũng khó có thể khống chế binh khí, cường hành sử dụng binh khí, còn không lợi hại bằng trực tiếp sử dụng móng vuốt kim ô, bình thường chỉ có thể sử dụng những loại bí pháp như phi thiên thuật cùng phượng hoàng bí kỹ nhưng mà đây đã là rất mạnh mẽ rồi Lúc Hàn Sâm biến thân thành Kim Ô, tất cả các loại năng lực chung vào một chỗ, đã coi như là sinh vật siêu cấp thần huyết hòa hệ đỉnh cấp, cho dù chống lại tà tình đế cũng chưa chắc sẽ thất thủ. Chỉ là Hàn Sâm có chút không rõ, vì sao thú hồn Kim Ô không bị ô nhiễm giống như thú hồn Ma Giác Dương Vương, là thú hồn tương đối bình thường, Hàn Sâm suy đoán có thể là có quan hệ với chuyện bản thân Kim Ô là hòa hệ nhưng mà cũng không nhất định là nguyên nhân này. Hàn Sâm bay nhanh ở bên trong nơi nếp bàn, cũng gặp một ít dị sinh vật giống như là ma giác dương, nhưng mà thịt của dị sinh vật nơi này cũng không có cách nào ăn, cho dù gặp được dị sinh vật cấp thần huyết, hắn cũng lời đi lên giết. Chủ yếu nhất là Hàn Sâm sợ thất ca gặp nạn, muốn mau chóng tìm được y, một phương diện khác cũng hy vọng có thể tìm được bảo tàng của Phượng Hoàng Đại Đế, thế nhưng mà Hàn Sâm vòng vo vài ngày ở trong nơi nếp bàn, đều không tìm được thất ca, bảo tàng Phượng Hoàng Đại Đế gì đó kia ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy. Cuối cùng Hàn Sâm chỉ có thể trở lại ngọn ngoại ngư sơn theo lời thất ca lúc rời đi kia để thử thời vận, nói không chừng thất ca đã trở lại nơi đó chờ hắn lúc hàn sâm về tới ngoạ ngư sơn không nhìn thấy bóng người nào lúc đang thất vọng lại thấy một tảng đá đen ở trên sườn núi mở ra một bóng người toàn thân bẩn thỉu từ trong động nham thạch phía sau chui ra thất ca hàn sâm nhìn thấy bóng người kia lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trực tiếp vào tới tôi biết ngay mà cậu nhất định có thể còn sống trở về thất ca nói xong từ trong lồng ngực lấy ra một món đồ kín đáo đưa cho hàn sâm đây là thứ tôi tìm được ở trong khu vực mắt phượng chỉ có một vật này thôi chứ không còn thu hoạch gì nữa hơn nữa cũng không biết là có tác dụng gì cậu mang về trước có lẽ về sau có thể cần dùng đến thất ca không cùng tôi trở về sao hàn sâm biến sắc nhìn thất cả hỏi chúng ta cuối cùng vẫn cần phải chinh phục không gian thứ ba tí hộ sở đấy không thể bởi vì một chút ngăn trở liền lùi bước tôi sẽ trở lại chỗ kiếm thánh đế quân bên kia tiếp tục lấy được tín nhiệm của y tận lực tìm hiểu tin tức tôi cho cậu biết một chỗ cậu ghi nhớ cho rõ ràng cẩn thận tôi sẽ đem tin tức lấy được để ở trong đó thất ca dặn dò hàn sâm mấy lần bảo hắn ngàn vạn lần phải nhớ rõ ràng hàn sâm nhìn thất ca không biết nên nói cái gì người như vậy hàn sâm là lần đầu tiên gặp được cho dù chính hắn cũng không làm được như vậy nhưng cũng không trở ngại việc hắn kính để thất ca thất ca anh yên tâm rất nhanh tôi sẽ đánh hạ kiếm thánh tí hộ sở, khôi phục thân tự do cho anh. Hàn Sâm trịnh trọng nói với Thất Ca, tôi chờ cậu. Thất Ca khẽ gật đầu, cũng không có chút cười nhạo nào. Mặc dù biết chuyện này rất khó khăn, nhưng mà ở trên người Hàn Sâm, Thất Ca thấy được hy vọng mà trước kia chưa từng thấy qua. Đi thôi, tôi mang cậu ra ngoài vượng hoàng tí hộ sở trước. Thất Ca nói. Hàn Sâm lại lắc đầu, tôi còn muốn chờ một người. Anh đi về trước đi, đợi người. Còn có người cùng đi với cậu sao? Thất Ca nào nào, không phải người. Hàn Sâm khẽ cười khổ, đem chuyện tà tình đế hợp tác với hắn nói một lần. Thất Ca trầm ngâm nói: "Xu hổ nốt sói cũng là một biện pháp tốt, nhưng cậu nhất định phải cẩn thận, dù sao thân thể của nhân loại chúng ta quá yếu đuối, hơn nữa thực lực cũng không đạt tới trình độ có thể khống chế dị linh giống như Tà Tình Đế, không nên tổn thương chính mình." "Tôi hiểu." Hàn Sâm biết rõ Thất Ca có ý tốt nhắc nhở hắn, bảo hắn đừng đùa với lửa. Hiện tại thực lực của Hàn Sâm tăng nhiều, hơn nữa có được trạng thái siêu cấp đế linh, cũng không phải là không có năng lực chiến một trận với Tà Tình Đế, đến cũng không sợ Tà Tình Đế có lòng lang dạ thú gì, nhưng mà Thất Ca là có ý tốt, Hàn Sâm cũng không giải thích, chỉ là nhớ cái lời của Thất Ca trong lòng coi như là tự nhắc nhở mình. Dù sao hiện tại hắn mượn trợ giúp đầu là ngoại lực, tố chất thân thể vẫn có chút theo không kịp, vẫn còn không tính là cường giả chân chính, không có cách nào tác chiến lâu dài, xác thực nên cẩn thận một chút, không thể quá bành chướng, Thất ca đi rồi, Hàn Sâm đợi chưa tới vài ngày, Tà Tình Đế liền đi tới lối ra, thoạt nhìn thì toàn bộ vết thương trên người cũng đã tốt hơn rồi. Đại đế, có tìm được bảo tàng hay không? Hàn Sâm nhìn Tà Tình Đế cười hỏi, không tìm được cái gì cả, cũng không biết con gà lửa kia giấu thứ đó đi nơi nào rồi. Tà Tình Đế nhìn Hàn Sâm từ trên xuống dưới hỏi ngược lại, cậu có tìm được thứ gì hay không? Hàn Sâm khẽ lắc đầu, tôi cũng không tìm được thứ gì cả hơn nữa tôi lo lắng tí hộ sở sẽ xảy ra chuyện cho nên liền chuẩn bị trở về hàn sâm cũng không quan tâm ta tình đế có tin hay không không giải thích nhiều hơn nữa hắn cũng không nói sai xác thực là hắn không tìm được cái gì cả chỉ là thất ca đã tìm được một món đồ còn đưa thứ đó cho hắn mà thôi đó là một khối thẻ kim loại toàn thân vàng óng ánh giống như là vàng dòng đúc thành chỉ lớn cỡ sợi dây chuyền như vậy hình dạng giống như là một mũi tên bên trên có khắc một đôi phượng hoàng đằng sau lại khắc một bức họa của một cô gái xinh đẹp hàn sâm chưa từng gặp qua phượng hoàng đại đế không biết cô gái bên trong bức tranh này có phải là phượng hoàng đại đế hay không hơn nữa tấm thẻ này hắn cũng đã nghiên cứu rất lâu nhưng vẫn không phát hiện ra có chỗ lợi gì chỉ có thể tạm thời cất dấu. trừ chuyện đó ra thu hoạch của hàn sâm chính là con ngư điều kỳ quái kia ở trong nước nó sẽ biến thành cá rời nước sẽ biến thành chim hơn nữa tựa hồ cảm thấy rất hứng thú đối với lông vũ phượng hoàng một mực ở bên cạnh lông vũ phượng hoàng coi như là biến tướng đi theo hàn sâm rồi Tà tình đế cũng không hỏi nhiều, không biết là y đã tin tưởng hàn sâm, hay là cũng không phải quá để ý đối với chuyện này, còn nóng nảy hơn cả hàn sâm thúc giục hắn trở về tí hộ sở. Hàn sâm mang theo tà tình đế về kiếm lô tí hộ sở, hơn nữa dặn dò bọn Lâm Vi Vi, Lâm Hạ, tuyệt đối không được trêu chọc tà tình đế. Mặc dù tà tình đế đã đồng ý sẽ không thương hại nhân loại ở trong tí hộ sở, nhưng mà theo tính tình của y, thật sự muốn chọc y, chỉ sợ ngay cả thiên hoàng lão tử y cũng dám giết, sao có thể nhớ rõ những chuyện này tà tinh đế cũng rất hứng thú dò xét quần áo cùng phục sức trên người bọn lâm hạ còn có nội một ít vật phẩm của nhân loại ở trong tí hộ sở hơn nữa còn thúc giục hàn sâm lấy thêm đồ vật nhân loại cho y xem chương một nghìn cánh cửa đến thế giới mới bố trí tà tinh đế ở bên trong tí hộ sở hàn sâm có chút nhức đầu trở lại liên minh tà tinh đế đặc biệt dặn dò qua hàn sâm phải mang cho y nhiều sách một chút hàn sâm không biết là nên mang loại sách gì cho y hắn cũng không thể tùy tiện sách gì đều đưa cho tà tinh đế đó là đồng nghĩa với việc tiết lộ tình báo của nhân loại cho dị linh việc này hàn sâm đương nhiên không có khả năng làm nhưng mà đây cũng là một trong các điều kiện để cho tả tình đế hợp tác với hắn hàn sâm trông cậy vào y cùng đi đánh hạ kiếm thánh tí hộ sở lại không thể không cấp cho y lúc đang do dự hàn sâm đột nhiên thấy được tiết mục đang phát bên trên màn hình 3 d ánh mắt lập tức sáng lên trong lòng có chủ ý trực tiếp kết nối với internet đào xuống rất nhiều sách lấy hẳn một dương lớn chuẩn bị đem vào trong tí hộ sở cho tả tình đế không được đối xử với bạn bè dị tộc chúng ta càng nên thân thiết nhiệt tình quan tâm mới phải hàn sâm buông dương hòm xuống lại lên trên internet đặt thêm một chút hàng gì đó chờ các thứ đều được đưa tới Hàn Sâm mới mang theo tất cả mọi thứ của một chỗ truyền tống vào trong tí hộ sở, mới chỉ một ngày mà thôi, Tà Tình Đế đã trở hơi không kiên nhẫn rồi, thiếu chút nữa đã phá hủy kiếm lô tí hộ sở, cũng không biết với tính tình này của y, mười vạn năm bị nhốt kia sinh hoạt như thế nào, còn may là Tà Tình Đế rất giữ lời hứa, không hề thương tổn đến người ở bên trong tí hộ sở, nhưng mà bọn Lâm Hạ lại bị giật mình, rất nhiều người đều đã về liên minh, lúc Tà Tình Đế ở đó thì không dám đi vào tí hộ sở nữa, chỉ có bảo Nhi là tuyệt không sợ y, thường xuyên cưỡi trên đầu Tà Tình Đế, Tà Tình Đế đến cũng không làm gì cô bé cả, đây là thứ gì, Tà Tình Đế trợn to mắt nhìn Hàn Sâm chuyển tới mấy cái dương lớn không biết bên trong là những vật gì, ngài lập tức sẽ biết. Hàn Sâm thần bí cười cười, vừa chuyển đồ vật ra bên ngoài vừa hướng tà Tình Đế hỏi, sách thì tôi đã mang tới cho ngài rồi, nhưng mà ngài có xem hiểu văn tự của nhân loại chúng tôi không? Văn tự của nhân loại các cậu quá đơn giản thô giáp, một chữ tương đương với một âm, chỉ có thể coi là một chi nhánh nhỏ văn tự trụ của cổ dị linh chúng tôi. Tùy tiện liếc mắt nhìn đã biết, tà Tình Đế bĩu môi một cái nói, thì ra ngài có thể xem hiểu, tôi còn sợ là ngài xem không hiểu, cố ý lấy cho ngài một ít sách có tranh vẽ, thuận tiện để ngài bắt đầu học tập quan sát. Hàn Sâm vừa nói, vừa đem đồ trong dương lớn đổ xuống bên cạnh Tả Tình Đế trong này đều là sách ngài xem trước một chút đi nếu không thích lần sau tôi lấy thêm những thứ khác cho ngài được tà tình đế cảm thấy suy nghĩ của hàn sâm còn rất chú đáo đấy cảm thấy hàn sâm làm người cũng không tệ đại đế ngài xem sách trước đi tôi chuẩn bị một chút đồ ăn của nhân loại cho ngài nếm thử đúng rồi ở đây còn một chút đồ ăn ngài có thể vừa đọc sách vừa ăn hàn sâm vừa nói vừa mở một cái dương khác ra lấy từng túi đồ ăn vặt cùng một chai nước uống bên trong ra cho tà tình đế tà tình đế càng cảm thấy nhân loại thật sự không tệ ít nhất là hàn sâm này rất tốt hàn sâm còn kiếm một cái ghế sofa để cho tà tình đế ngồi ở trên đó vừa ăn đồ ăn vặt vừa đọc sách mà hàn sâm thì ở bên cạnh làm đồ ăn mặc dù tài nấu nướng của hắn quá bình thường nhưng mà so với dị linh đó chính là cấp thiên tài rồi thế giới tí hộ sở căn bản không truy cầu những thứ này dị linh tối đa cũng chỉ ăn một ít trái cây ghen mà thôi chỉ là truy cầu bản thân tiến hóa đối với mỹ vị không có giác ngộ nào cả không cần phiền toái như vậy tôi không cần ăn cái gì cậu lấy thêm chút sách nữa cho tôi tà tình đế vừa liếc nhìn sách vừa lơ đễnh nói với hàn sâm nhất định phải nếm thử một chút đây là lễ tiếp của nhân loại chúng tôi đại đế chịu khó một chút tùy tiện nếm thử là được rồi hàn sâm rất chân thành nói như thế à vậy thì được rồi tả tinh đế nhìn thoáng qua bảo nhi đang ngồi ở bên cạnh nhét đồ ăn vặt vào trong miệng thao tay cũng cầm một cái túi trực tiếp học theo bộ dạng của bảo nhi xe cái túi ra hàn sâm vừa làm đồ ăn vừa cười híp mắt nhìn tà tình đế ăn đồ ăn vặt một cánh cửa dẫn tới thế giới mới cứ như vậy mở ra trong liên minh những ngày này hàn sâm đều đang chuẩn bị cho việc đánh kiếm thánh tý hộ sở không nhổ cái gai kiếm thánh đế quân đi bọn họ cũng không có biện pháp an tâm sinh tồn ở chỗ này được máy truyền tin đột nhiên vang lên hàn sâm nhìn thoáng qua là dãy số của yên nhiên vội vàng bắt máy bảo bối chừng nào thì em về nhà ở vài ngày thế hàn sâm có chút ủ oán nhìn kỳ yên nhiên ở trong màn hình giả được nói kỳ yên nhiên bất tác dị nói gần đây chỉ sợ là không trở về được trước mắt bọn em đang đàm phán với tu la tộc chuẩn bị liên hợp khai phá một khu di tích tinh tộc có thể em sẽ dẫn một đội tiên phong của nhân loại đi qua cùng tu la tộc hợp tác khai phát di tích tinh tộc hàn sâm hơi ngây ra một lúc mặc dù hiện tại nhân loại cùng tu la tộc ở vào thời kỳ tương đối hòa hoãn tất cả các chiến tuyến đều không có chiến sự lớn phát sinh nhưng mà quan hệ cũng không tốt đến loại trình độ đó vậy mà liên hợp khai phá di tích tinh tộc kỳ yên nhiên đã hiểu nghi hoặc của hàn sâm giải thích nói bởi vì có vài chỗ ở trong di tích cần phải mượn lực lượng của tu la tộc mới có thể an toàn thông qua cho nên mới không thể không hợp tác với tu la tộc nghe có vẻ rất nguy hiểm em vẫn chỉ là một tiến hóa giả tại sao phải chọn em với tư cách lĩnh đội hàn sâm cao mày nói đây là một trong các điều kiện của tu la tộc Kỳ yên nhiên tự diễu cười cười theo bọn họ nghĩ em là công chúa của nhân loại bọn họ phải ra hoàng tộc cùng một vị hoàng tử tham gia lần hợp tác này cho nên yêu cầu em nhất định phải cùng tham gia tham gia khai thác lần này đều là tu la hoàng tộc sắc mặt của hàn sâm lập tức thay đổi hắn biết rõ điều này có ý nghĩa gì anh yên tâm cùng đi với em đều là siêu việt giả đạt trình độ cao nhất trong nhân loại bọn họ sẽ đảm bảo cho sự an toàn của em không có chuyện gì đâu kỳ yên nhiên cười nói anh muốn đi hàn sâm nhìn kỳ yên nhiên nghiêm túc nói ra Kỳ Yên Nhiên cười nói, "Honey, thật sự là không có chuyện gì đâu, đi cùng với em đều là siêu việt gia đỉnh cấp trong nhân loại mở ra tám đạo khóa gen, hơn nữa di tích tinh tộc kia có chút hạn chế, tối đa chỉ có thể đi vào 16 người, bên phía Tu La tộc có 8 người, chúng ta bên này có 8 người, người chọn lựa cũng đã xác định, không thể sửa lại, anh không quan tâm nhiều như vậy, nếu như em đi, anh cũng nhất định phải đi, nếu không thì em cũng không cần đi." Kỳ Yên Nhiên còn muốn nói thêm điều gì, Hàn Sâm lại trực tiếp bắt liên lạc với Kỳ Yên Nhiên, sau đó bấm dãy số của Kỳ Nhược Chân, vì sao lại để cho Yên Nhiên đi tới chỗ nguy hiểm như vậy, cô ấy là con ruột của ngài mà sau khi cuộc gọi được nhận Hàn Sâm có chút khó chịu nhìn Kỳ Nhược Trần nói, chính là bởi vì nó là con gái của ta, cho nên nó chỉ có thể đi, lần khai phát di tích tinh tổng này rất quan trọng đối với liên minh chúng ta, Kỳ Nhược Trần lộ ra vẻ rất bình tĩnh, nhưng bên trong mắt lại hiện lên một tia bất đắc dĩ, cô ấy không chỉ là con gái của ngài, cô ấy còn là vợ của con, Hàn Sâm nhìn Kỳ Nhược Trần nói ra, cha để cho cô ấy đi cũng được, con cũng phải đi cùng, chúng ta chỉ có thể đi 8 người, đi cùng nó đều là siêu việt giả đứng đầu trong nhân loại chúng ta bọn họ sẽ bảo vệ tốt cho yên nhiên nhiệm vụ chuyên nghiệp để cho người chuyên nghiệp đi làm đi kỷ nhược chân cao mày nói để cho con đi hoặc là ngay hiện tại con sẽ đi tới mang yên nhiên trở về hàn sâm kiên định nói không có một tên thỏa hiệp nào chương 1054. tái chiến tu la trải qua bàn bạc tu la tộc đồng ý để cho hàn sâm thay thế một thành viên của nhân loại nhưng lại có một điều kiện tiên quyết nhất định là hàn sâm phải chiến thắng người lính đội tu la tộc chứng minh thực lực của hắn mới có thể tham dự nhiệm vụ lần này nhân loại chúng ta lựa chọn ai đi còn cần phải đạt được sự đồng ý của tu la tộc hàn sâm nghe xong kỷ nhược chân nói cho hắn biết kết quả không nhịn được cao mày nói dù sao cũng là liên hợp hành động hai bên đều cần sự trợ giúp của đối phương cũng cần phụ trách vì đội viên của mình trước đó cũng đã định sẵn danh sách với tu la tộc rồi hôm nay đột nhiên muốn thay đổi danh sách tu la tộc đưa ra yêu cầu như vậy cũng coi như là chuyện bình thường kỷ nhược chân nói được có đồng ý với điều kiện này hàn sâm một lời đồng ý luôn hắn đã biết tình huống liên quan tới hành động lần này di tích tinh tộc kia không chỉ có hạn chế đối với nhân số tiến vào hơn nữa còn có trang bị đặc thù hạn chế thực lực của người tiến vào cho tới hiện tại tối đa cũng chỉ có siêu việt giả nhân loại là có thể tiến vào di tích cường giả cấp bán thần không có cách nào thông qua tinh môn của di tích tu la tộc bên kia cũng tương tự tu la đấu sĩ tam cấp trở lên liền không có cách nào thông qua tinh môn mà tu la đấu sĩ tam cấp đại khái tương đương với siêu việt giả đỉnh cấp của nhân loại tố chất thân thể bình thường đều có thể vượt qua hai nghìn mà siêu việt giả đỉnh cấp của nhân loại, tố chất thân thể đại khái là khoảng 1800, nếu chỉ so sánh tố chất thân thể, hẳn là kém hơn Tu La một chút, nhưng nhân loại lại có thể mở ra khóa gen, thi triển các loại lực lượng đặc thù, chuyện này thì Tu La đấu sĩ không làm được, Tu La đấu sĩ chỉ có lực lượng thuần túy. Hàn Sâm cưỡi phi thuyền tiến về nơi ở của hai đội thám hiểm ở trên thản tư tinh, hắn đã biết đối thủ của mình là ai, Kỷ Nhược Chân cũng đã cho hắn tài liệu cạn kẽ về đối thủ, đối thủ của hắn tên là Ngọc Đà Sơn, là con thứ bảy của Tu La nữ hoàng hiện nay, Tu La đấu sĩ tam cấp, căn cứ theo kết quả khảo nghiệm lần gần đây nhất của y, lực lượng của y đã đạt đến 2143 điểm, không có tư liệu sau khi y sử dụng Tu La biến bảy vị Tu La hoàng tộc tham dự thăm dò di tích lần này, cũng sẽ không kém hơn Ngọc Đà Sơn bao nhiêu, đều là cao thủ số một trong Tu La hoàng tộc. Lúc Hàn Sâm ngồi phi thuyền tiến về thản tư tinh, đoàn đại biểu của tu la tộc ở trên thản tư tính lúc này đang ở trong phòng họp hoàng tử điện hạ nếu không thì để cho lâu lan ra tay dạy dỗ tên nhân loại kia ngài không cần tự mình ra tay sự vụ trưởng đại biểu của tu la đoàn có chút bận tâm nói với ngọc đà sơn hắn đã từng đả bại tộc đệ già lam của ta chuyện này đối với ngọc thị hoàng tộc ta là một vết bẩn nghiêm trọng phải do chính ta rửa sạch ngọc đà sơn lại từ chối đề nghị của sự vụ trưởng sự vụ trưởng ông không cần lo lắng một sư việt giả nhân loại hơn nữa mới tấn chức siêu việt giả được một năm mà thôi hoàng tử điện hạ muốn đánh bại hắn chỉ là tay mà thôi tu la hoàng tộc đâu là lạnh nhạt nói đúng căn bản không cần lo lắng siêu việt xà nhân loại chỉ là có nhiều thứ bị bợ một chút thực lực chân chính căn bản không bằng tu la đấu sĩ tam cấp chúng ta trận chiến này căn bản không có gì cần lo lắng hàn sâm gì kia thua không thể nghi ngờ một đám tu la hoàng tộc đều rất khinh thường hàn sâm không ai cho rằng hàn sâm sẽ là đối thủ của ngọc đà sơn sự vụ trưởng còn muốn nói thêm điều gì ngọc đà sơn lại khoát tay nói việc này không cần bàn lại nữa lần này ta nhất định phải tự mình đánh bại hàn sâm thấy ngọc đà sơn đã quyết ý như thế sự vụ trưởng cũng không nói thêm gì nữa y cũng đã xem qua tư liệu của hàn sâm cảm thấy sẽ không có vấn đề gì, dù sao thời gian Hàn Sâm tấn chức siêu việt giả quá ngắn, bình thường chỉ có siêu việt giả đứng đầu trong nhân loại mới có thể lợi dụng lực lượng đặc thù cung thú hồn chống lại Tu La đấu sĩ tam cấp, dưới tình huống tố chất thân thể kém xa, huống chi Ngọc Đà Sơn vẫn còn là nhân vật đứng đầu bên trong Tu La đấu sĩ tam cấp, sau khi Hàn Sâm đi vào thản tư tinh, liền trực tiếp được an bài đối chiến với Ngọc Đà Sơn, cũng không hề sắp xếp hắn vào ở trong căn cứ, nếu như Hàn Sâm quyết đấu thất bại, hắn sẽ không có tư cách tham dự lần hành động này, tự nhiên cũng sẽ không cần vào ở trong căn cứ tất cả đều phải đợi sau khi quyết đấu lần này chấm dứt mới có những sắp xếp tiếp ở bên trong một chỗ huấn luyện nhân loại cùng đoàn đại biểu tu la đều đến quan sát lần đối quyết này thật sự là sàng bậy không thể bởi vì là con rể của nguyên thủ mà muốn làm vậy sao cũng được đi hắn mới tấn chức được bao lâu cho dù hắn thật sự là siêu cấp thần ghen toàn mãn tấn chức một chút thời gian đó thì hắn có thể mở ra mấy đạo hóa ghen coi như là đội viên bên trong nhân loại cũng có âm thanh không hài hòa một lão già cao mày lạnh nhạt nói triệu lão sư lời này của ông có chút không đúng rồi nếu như là lớn tuổi tấn chức thời gian lâu mới lợi hại trong chúng ta có lẽ chỉ có triệu lão sư ngày lợi hại nhất ngài đã hơn 100 tuổi rồi phải không? Một trung niên cười tùng tìm nói ra, thì Hải Lam, cậu không cần trộm đổi khái niệm. Trong số chúng ta tự nhiên là giáo sư Bạch có thực lực mạnh nhất, tôi cũng không phủ nhận trong số những người trẻ tuổi có rất nhiều cao thủ, nhưng mà cậu cảm thấy một siêu việt giả, trong một năm tối đa có thể tăng thêm được bao nhiêu gen, có thể mở ra bao nhiêu đạo khóa gen, trình độ không đủ đi cũng chỉ thêm phiền. Chúng ta phải bảo đảm cho kỳ tiểu thư đã đủ khổ cực, chẳng lẽ cậu còn muốn bảo vệ thêm một người? Triệu Vĩnh Bắc lạnh mặt nói, kỳ hà nam lại bật cười triệu lão sư ngài thật sự là không cần nghĩ nhiều như vậy đâu kỳ ra chúng tôi sẽ tự chú ý tới chính mình ngài chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thăm dò của ngài là tốt rồi còn thực lực của hàn sâm như thế nào quyết đấu xong sẽ tự có kết quả nếu như thực lực của hắn không đủ cửa ải của tu la hoàng tử kia đều không vượt qua nổi cho dù ngài muốn bảo hộ hắn cũng không có cơ hội đó đâu nếu như hắn có thể vượt qua cửa ải tu la hoàng tử kia nói thực cũng không biết là ai sẽ bảo hộ ai nữa đây sắc mặt của triệu vĩnh bác biến hóa còn muốn nói thêm điều gì nhưng giáo sư Bạch ở bên cạnh lại đã cắt đứt đối thoại của bọn họ, cũng không cần nói nữa, những chuyện này không phải là chuyện mà mấy người cần quan tâm, mấy người chỉ cần bảo trì trạng thái của mình để hoàn thành nhiệm vụ, những chuyện khác thì cấp trên đã có sắp xếp không cần nhiều lời, so với nhân loại bên này, Tu La tộc bên kia lại có vẻ vô cùng sôi nổi, tố chất thân thể của Tu La hoàng tộc tăng lên rất nhanh, chỉ cần tư chất không quá kém, bình thường 3 40 tuổi đều có thể đạt tới tiêu chuẩn Tu La đấu sĩ tam cấp, so sánh với siêu việt giả đỉnh cấp trong nhân loại, đều xem như là người trẻ tuổi, Liên Thiện, cô đang làm gì đó? Lâu Lan nhìn thấy một tu la mỹ nữ bên cạnh đang mở máy truyền tin, nhịn không được nhíu mày hỏi, còn có thể làm gì? Tôi đang livestream trận quyết đấu này. Liên thiện lè lưỡi nói, làm sao có thể livestream được? Mau tắt đi, bị sự vụ trưởng thấy được sẽ bị mắng đó. Lâu Lan vội vàng thấp giọng nói, có gì mà phải sợ? Dù sao thì hoàng tử điện hạ cũng sẽ thắng chắc, lại để cho tổng nhân chúng ta thấy uy phong của tu la tộc thì có gì là không tốt. Liên thiện lại không thèm để ý một chút nào, còn điều chỉnh vị trí máy truyền tin một chút, để có thể quay được toàn bộ sân huấn luyện rõ ràng hơn. Lâu Lan cũng không có biện pháp gì với Liên Thiện, Liên Thiện cũng coi như là có xuất thân thế gia vọng tộc ở trong Tu La Hoàng tộc, cô ta thuộc một họ bên trong mấy họ Tu La Hoàng, cho dù hiện tại Ngọc Gia đang chấp trưởng Tu La Hoàng vị, nhưng cũng khó có thể dung chuyển căn cơ của Liên Thị, ở trên vài việc đều phải nhượng bộ mấy phần, hơn nữa Lâu Lan cũng biết chuyện này cũng không được coi là đại sự, để cho tộc nhân nhìn thấy Tu La tộc đánh bại nhân loại cũng không tệ, trước 1055, Tu La quyền Liên Thiện vậy mà lại đang livestream rồi, đây là chỗ nào, thoạt nhìn thì không giống như một nơi thuộc Tu La tộc chúng ta, những thiết bị kia hình như là của nhân loại, thực là ở chỗ nhân loại, anh xem ở bên trong còn có nhân loại liên thiện nữ thần của tôi như thế nào lại chạy tới chỗ nhân loại thế liên thiện nữ thần nói vài lời đi chỗ đó đến cùng là ở đâu thế thật nhìn là sân huấn luyện chẳng lẽ là muốn truyền trực tiếp trận đấu tranh tài không phải là nhân loại sẽ đối quyết với tu la tộc chúng ta đấy chứ gâu là hoàng tử ngọc đà sơn sao cậu ấy lại ra sân đối thủ của cậu ấy là ai thế thật hay giả hoàng tử ngọc đà sơn cũng đi tới chỗ nhân loại bên kia thật sự là hoàng tử ngọc đà sơn anh ấy đang trên sàn đấu đối thủ sẽ là ai đây lại có người ra sân rồi quả nhiên là nhân loại thật nhìn hình như quá trẻ tuổi đi làm cái quỷ gì thế nhân loại phái một tên tiểu quỷ ra trận làm gì để cho hoàng tử của chúng ta hành hạ chơi à đánh khóc thì làm sao hiện tại tu la tộc chúng ta không biết dỗ trẻ con ha ha tu la tộc nhìn thấy hàn sâm xuất hiện đều cảm thấy là quá trẻ tuổi thoạt nhìn vậy mà còn trẻ hơn ngọc đà sơn nhân loại cùng tu la tộc tranh đấu nhiều năm như vậy bọn họ cũng tương đối hiểu rõ nhân loại bởi vì nhân loại có tí hộ sở bình thường đều là tuổi tác càng lớn thì càng mạnh mẽ nhân loại còn trẻ như vậy bình thường đều rất yếu bọn họ cũng không cho rằng nhân loại như vậy có thể chống lại ngọc đà sơn mặc dù liên thiện không sợ nhưng mà nếu bị sự vụ trưởng phát hiện thì cũng phiền phức, cô ta cũng sợ sự vụ trưởng nói nhiều, cho nên cũng chỉ livestream, bản thân lại không nói lời nào. Sau khi Hàn Sâm đi tới sàn đấu, ánh mắt đánh giá đối thủ Ngọc Đà Sơn của mình, Ngọc Đà Sơn cùng chân dung trong tư liệu giống nhau như đúc, thân thể cường tráng rắn chắc, đôi mắt màu xanh tím lộ ra vẻ kiên nghị cùng quả quyết, vừa nhìn liền biết là một người làm việc quyết đoán không sợ gian nguy. Trên đỉnh đầu có một cái sừng màu tím, đại biểu cho thân phận Tu La hoàng tộc của y, hơn nữa Ngọc Tu La làm nữ hoàng, y cũng thuận lý thành chương trở thành hoàng tử, khác với nhân loại mặc dù thể chế của tu la tộc là hoàng quyền nhưng mà ngôi vị hoàng đế cũng không phải là cha truyền con nối sau khi một tu la hoàng già yếu qua đời sẽ có rất nhiều dòng họ tu la hoàng tộc cạnh tranh tu la hoàng vị vị nào có năng lực cùng thực lực nhất thắng được cuối cùng sẽ đạt được tu la hoàng vị tu la tộc có thể truyền thừa cho tới hiện tại có quan hệ rất lớn tới loại chế độ này tránh khỏi chuyện để người bình thường kế thừa tu la hoàng vị người có tài bên trong những tu la hoàng xuất hiện lớp lớp tu la tộc có thể có được địa vị như hôm nay ở trong vũ trụ cũng không phải là do may mắn lúc hàn sâm đang đánh giá ngọc đà sơn ngọc đà sơn cũng đang quan sát hàn sâm tu la hoàng tộc luôn luôn cao ngạo cũng một mực miệt thị nhân loại nhưng mà không có nghĩa là ngọc đà sơn sẽ khinh thị địch nhân của mình ngọc đà sơn đánh giá hàn sâm cẩn thận tu la tộc không am hiểu các loại phương pháp thăm dò cổ quái kỳ lạ bọn họ càng tin vào hai mắt cùng trực giác của mình sau khi ngọc đà sơn nhìn rõ ràng hàn sâm trong lòng lập tức dùng mình không còn có nửa phần ý nghĩ khinh thị mặc dù y không nhìn ra thực lực của hàn sâm đến cùng là như thế nào nhưng mà y từ trong ánh mắt của hàn sâm lại thấy được tự tin cùng bình tĩnh có thể có được ánh mắt như vậy trước khi đại chiến vậy cũng chỉ có hai loại khả năng một là hàn sâm đặc biệt cuồng vọng không biết trời cao đất rộng, còn có một loại khả năng nữa chính là hắn vô cùng tự tin đối với thực lực của bản thân, quả thật có được năng lực vô cùng đáng sợ. Ngọc Đà Sơn không cho rằng nguyên thủ nhân loại sẽ chọn một người cuồng vọng vô tri làm con rể của mình, cho nên có thể biết được, nhất định là Hàn Sâm có được lực lượng mạnh mẽ, nhưng mà chuyện này cũng không thể làm cho tín niệm tất thắng của Ngọc Đà Sơn có bất kỳ dao động nào, đánh bại cường giả vốn chính là bản năng của cường giả, đối thủ càng mạnh sẽ chỉ làm Ngọc Đà Sơn thêm hưng phấn, tại hạ Hàn Sâm, bái kiến hoàng tử, đợi lát nữa kính xin hoàng tử hạ thủ lưu tình. Hàn Sâm hơi ôm quyền, vô cùng khiêm tốn nói ra, dù sao ngọc đà sơn ở xa tới là khách hai tộc lại muốn hợp tác đi thăm dò di tích cũng coi như là đồng bạn tạm thời hàn sâm cũng không tiện nói lời ác độc hiển nhiên là tu la tộc cũng không hiểu được loại khiêm tốn và phong độ này của nhân loại rất nhiều tu la tộc đang xem trực tiếp nghe thấy hàn sâm nói như vậy còn tưởng rằng hàn sâm đang sợ ngọc đà sơn đang tỏ ra yếu thế với ngọc đà sơn nhân loại thật sự là kém cỏi còn chưa đánh đã sợ sẽ không phải là đã bị hù tè ra quần rồi chứ ha <laughs> ha đó là bởi vì khí thế của hoàng tử điện hạ quá mạnh tiểu tử kia không bị hù đến đái ra quần đã rất tốt rồi không nên xem thường nhân loại bọn họ vô cùng gian trá giả hoạt có khả năng đây là quỷ kế của Hán, muốn để cho hoàng tử điện hạ khinh địch chủ quan tu la tộc bàn tán ẩm ý phần lớn đều vô cùng xem thường hàn sâm nhân loại thật sự là dối trá rõ ràng là địch nhân lại còn giả ra bộ dáng kia liên thiện cũng có chút biểu môi khinh thường phong thổ và giáo dục tín ngưỡng của hai tộc rất khác nhau để cho bọn họ hiểu được loại khiêm tốn cùng phong độ này của hàn sâm thì thật sự là một chuyện khó khăn hàn sâm cũng không trông vào bọn họ có thể hiểu được tôi biết loại lễ nghi này của nhân loại các người nhưng mà tôi có thể nói cho cậu biết tôi sẽ đem hết toàn lực ra chiến một trận đây cũng là lễ nghi của tu la tộc chúng tôi hy vọng cậu cũng giống vậy ánh mắt của ngọc đà sơn sáng quắc nhìn hàn sâm nói ra hàn sâm mỉm cười cũng không nhiều lời chỉ là duỗi một tay ra là một cái thủ thế nói hoàng tử mời ngọc đà sơn cũng rất khoát cơ bắp trên người giống như là sắt thép nhô lên lực lượng tràn đầy tính chất bạo tạc trực tiếp một quyền đánh tới chỗ hàn sâm quyền kia xé rách không khí phát ra một loại âm thanh rung động lắc lư kỳ dị trong chốc lát quả đấm cứng như sắt thép kia đã đánh đến trước mặt hàn sâm nhanh đến không thể tưởng tượng nổi kia là tu la quyền rất nhiều tu la tộc đang quan sát trực tiếp chứng kiến một quyền này của ngọc đà sơn cũng không khỏi kinh ngạc lên tiếng Tu La Quyền là một bộ phận trong giáo dục cơ sở của Tu La tộc. Quyền pháp này cơ hồ mỗi một tên Tu La tộc đều biết, là một trong những quyền pháp trụ cột nhất. Nhưng mà chính bởi vì nó là quyền pháp trụ cột, trải qua vô số Tu La tộc nghiệm chứng cùng thiên truy bách luyện, cơ hồ có thể nói là quyền pháp đơn giản hữu hiệu nhất. Mặc dù không có chỗ nào đặc biệt, nhưng cũng là quyền pháp ít sơ hở nhất. Hơn nữa thoạt nhìn thì một quyền này của Ngọc Đà Sơn đơn giản, nhưng mà do y sử dụng, sức lực kinh khủng của quyền pháp vận dụng hoàn mỹ, gây ra một loại cảm giác kỳ dị nhân quyền hợp biết không gì không phá. Hàn Sâm cũng không né tránh, hóa trưởng thành quyền, trực tiếp nghênh hướng quả đấm của Ngọc Đà Sơn lôi âm trên nắm tay hàn sâm sáng quắc đúng là đại lôi âm quyền mà hắn tu luyện hai quyền chạm nhau máu thịt xương cốt của ngọc đà Sơn tựa hồ cũng mang theo lực rung động lắc lư mãnh liệt vậy mà cứ thế đã đánh nát lôi điện trên nắm tay của hàn sâm từng luồng lôi, lôi điện nhảy lên bên trên bắp thịt của ngọc đà sơn lại không thể làm y bị thương một chút nào oành xương cùng xương chạm vào nhau quyền cùng quyền giao kích hàn sâm chỉ cảm thấy một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh úp lại thân thể không bị khống chế trượt ra xa mấy mét ở trên mặt đất hợp kim kéo ra hai vết chân lực lượng của tu la tộc quả nhiên đáng sợ đơn giản so đấu lực lượng mình vẫn còn kém không ít trong lòng hàn sơn không buồn không vui tính táo tính toán cường độ lực lượng mà Ngọc Đà Sơn có,